Diệt tay chân miệng trong vòng 24 giờ, chống virus tay chân miệng. Đây là những lời quảng cáo về loại sản phẩm nước sát khuẩn, có giá dao động từ 700 đến 800 ngàn đồng một chai. Thì mình xịt lên ý, nó sẽ bổ sung những các cái men vi sinh để hỗ trợ cơ thể cho bé, để vừa hỗ trợ bé chống lại bệnh tật hoặc là để phòng bệnh tật anh ạ. Còn tại tài khoản này, loại kem được quảng cáo dùng cho trẻ chân tay miệng. Liên hệ với tài khoản này, người bán khẳng định kem có thể điều trị được tay chân miệng. Bình thường nếu mà mình tay chân miệng mà mình chỉ có bôi cái thì thường thường là mới nay bôi cái xanh metilen ấy. Thế nhưng mà mình bôi cái này thì sẽ là để lại xéo ấy. Thì anh em bôi cái này nó không đẹp thì để lại xéo cho con ấy. Theo bác sĩ Nguyễn Trần Nam, bệnh tay chân miệng là bệnh do virus, vẫn chưa có vaccine phòng bệnh. Các loại quảng cáo đã thần thánh hóa về công dụng điều trị của các sản phẩm. Điều này nếu phụ huynh tin vào sẽ hết sức nguy hiểm. Chúng ta biết rằng là những cái bệnh siêu vi hoặc vi trùng là có một cái giai đoạn gọi là giai đoạn vàng. Nếu chúng ta can thiệp điều trị thích hợp, phù hợp ngay tại thời điểm đó thì sẽ giúp cho em bé mau chóng khỏi bệnh hoặc là hạn chế tối đa tối những cái biến chứng có thể xảy ra. Còn nếu mà chúng ta chậm trễ mà chúng ta tin rằng là thuốc này đã bảo vệ rồi và đến khi mà nó quá nặng mới đưa vào bệnh viện thì những em bé đó là sẽ có những cái di chứng rất là nặng nề, thậm chí có thể tử vong. Không chỉ các sản phẩm về nước sát khuẩn và mỹ phẩm, nhiều bài thuốc dân gian lan truyền về công dụng chữa trị bệnh tay chân miệng cũng được các bác sĩ cảnh báo. Phụ huynh nếu không cẩn trọng, trẻ sẽ dễ dẫn đến nguy kịch.